Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một buổi raffle online hết sức được mọi người chờ đón, được tổ chức bởi Nike ACFC. Thì mọi người đã biết là ACFC là nhà phân phối sản phẩm Nike chính thức tại Việt Nam, và hôm nay chúng tôi sẽ release sản phẩm đang có mặt tại đây, đó là Air Jordan 1 CMFT Paris Saint-Germain cho tất cả những bạn fan đang hâm mộ sản phẩm này. Và thêm một điều đặc biệt nữa là hôm nay chúng ta có hai vị khách mời. Cái bạn ngồi áo đỏ ở phía bên ngoài đây có thể là một gương mặt rất rất quen thuộc với tất cả các bạn, đó là Viz đến thì Jordan Việt Nam Club. Viz ơi, đợt này em còn bệnh không vậy? Tại vì đợt trước thấy em gặp vấn đề trục trặc về sức khỏe thì không biết hôm nay như thế nào rồi. Hôm nay thì sức khỏe của em đã tốt hơn rồi, cảm ơn sự quan tâm của anh. Ok, và một bạn đeo kính đen đang rất là ngầu đang ngồi giữa khe, là đang ngồi giữa khe, không biết các bạn có thể đoán này là ai không ạ? Yeah, đó chính là JB. Bạn đã nhận lời mời đến với buổi raffle ngày hôm nay để cùng Hang và Viz trò chuyện với nhau trong cái sản phẩm mới này. Và anh giao lưu với JB một chút nha. Em có thể cho các bạn đang theo dõi livestream này biết, tại vì mọi người chưa từng nghe tới tên thật của em, là một. Thứ hai nữa là lý do gì mà em lại chọn cái nghệ danh JB khi em tham gia trong lĩnh vực nghệ thuật? Dạ vâng, đầu tiên thì JB xin chào tất cả khán giả của Nike đang xem livestream ngày hôm nay. Thì JB xin muốn chia sẻ thật cho mọi người rằng cái tên thật của JB tên là Lê Trung Nguyên. Ồ, lần đầu tiên anh biết luôn. Tên là Lê Trung Nguyên. Thì cái rap name của JB ngày xưa mà JB đi học, và lúc mà hồi JB còn đi học lớp 7, JB đi học một trung tâm tiếng Anh, thì cô giáo có đặt tên cho JB là Jack, thì nó là cái chữ J đầu tiên. Đó là khi mà cái tên tiếng Anh đầu tiên mà mình được gọi anh. Okay. Mình thường sẽ dùng nó để mà mình đặt tên rap. Yeah. Còn B là tên mà anh em bạn bè của JB thường gọi. Thì JB muốn giữ cái tinh thần của một chú ông là luôn chăm chỉ, kiên định và bình tĩnh, nên là JB quyết định đặt tên là JB. À, chữ B đó là chữ con ông á hả? Dạ. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy thì em đã tham gia cũng như là em đã chơi cái môn rap này từ bao lâu rồi? Bắt đầu viết thì em đã viết được 4 năm. Năm nay là năm thứ tư. Còn bắt đầu nghe thì em đã nghe 8 năm. Đầu tiên là em nghe mấy bài nhạc của anh Wowy, anh Karik. Đó cũng là kiểu như là idol của em. Dạ đúng rồi. Đúng không? Từ mình bắt đầu vậy hả? Dạ. Từ khi mình bắt đầu bước chân vô rap. Vậy thì sẵn tiện chúng ta đang ngồi với nhau ngày hôm nay, thì em có thể gửi đến cho các bạn đang xem livestream này một món quà, một vài dòng rap ngắn cho mọi người được không? Dạ. Yeah. Ok. Thì mọi người, mình cũng muốn gửi tới cho mọi người một bài mới mà mình sẽ fit với anh Lăng LD ở trong album mới của anh Lăng LD. Thì mọi người đó sẽ là một sản phẩm hot tiếp theo đúng không? Yeah. Mong chờ là vậy. Yeah. 1, 2. Bem bem em đến đây nè baby, từ xa hôm tay anh tới là bắt đầu em mày quay chi. Anh mang về Nike, cầm cái mic rồi quay đi. Anh lên trên sân khấu rồi anh actor là JB. Ok, mình chỉ leak một chút xíu như vậy thôi. Yeah, để cái phần quan trọng thì sẽ đợi tiếp cho mọi người đúng không? Và cảm ơn những chia sẻ của JB. Thì hôm nay Hang sẽ đi qua một vài cái nội dung chính trong cái buổi ngày hôm nay. Đầu tiên đó là chúng tôi sẽ hướng dẫn về cái nội quy cho cái buổi raffle online. Tiếp theo đó sẽ là unbox sản phẩm này. Và tiếp theo nữa sẽ là raffle cho thị trường Hà Nội trước. Hôm nay chúng ta có một sự thay đổi, đó là mọi khi chúng ta đi cái Hồ Chí Minh trước, hôm nay chúng ta sẽ ưu tiên thị trường Hà Nội, sau đó là raffle cho khu vực Hồ Chí Minh. Và bây giờ anh xin mời Viz, em có thể phổ biến giúp mọi người ở đây cái quy định cho buổi raffle. Xin chào mọi người, thì trước tiên Viz sẽ nói sơ qua về vị trí để các bạn pick cup đôi giày. Nếu các bạn trúng ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục pick cup tại Sài Gòn Central, còn ở ngoài Hà Nội thì chúng ta sẽ pick cup đôi này tại cửa hàng Vincom Bà Triệu. Thì hôm nay sau khi mà mình quay xong thì buổi tổng sắp Nike ACFC sẽ có up một cái danh sách những bạn đã trúng chính thức và những bạn trúng dự bị. Thì ngày hôm sau là ngày 28 thì các bạn tới cửa hàng mua từ 9 đến 21 giờ theo đúng cái cửa hàng ở khu vực mà mình vừa mới nói ở trên. Thì khi đi các bạn nhớ mang chứng minh nhân dân, tin nhắn kèm theo cái mã trúng thưởng của các bạn. Thì tới nơi nhân viên cửa hàng sẽ tiến hành bán giày và thanh toán, các bạn thanh toán và có thể lấy giày. Bên cạnh đó thì mấy bạn có số dự bị cũng đừng cảm thấy tiếc, tại vì biết đâu cơ hội sẽ đến với mình vào cuối ngày. Chính xác, những cái đợt trước là những bạn trong danh sách dự bị đã có được những cơ hội để mà sở hữu cái sản phẩm hot này rồi. Và thêm một cái trường hợp cuối cùng nữa là trong tất cả mọi trường hợp tranh chấp thì xin mấy bạn nhớ Nike ACFC là mình quyết định quyết định cuối cùng ạ. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng hướng mắt về màn hình để mà xem qua sản phẩm này nhé. Xin mời các bạn.
bạn, chúng ta hãy cùng quay lại với sân khấu của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau khi chúng ta đã xem được sản phẩm này trên video, và bây giờ sẽ là lúc unbox nhân vật chính này. Xin mời JB cũng như Ambis, hai bạn hãy unbox sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta. Wow. Ok, đây sẽ giúp em mở nắp. Chiếc hộp lần này của Jordan có vẻ khác với những cái lần trước ha, biết sao? Dạ. Nike quyết định làm một cái gì đó đặc sắc hơn nhiều. Thì mẹ như gói rất là đặc biệt. Ồ. Cái phần này sẽ nằm ở trên phần giấy gói đúng không? Dạ đúng rồi. Và có cả cái phần hướng dẫn nữa cho mọi người. Wow. Em thấy thế nào? Em cảm thấy là em khá thích cái màu Galaxy này. Và em cảm thấy cái tinh tế là nó nằm ở cái logo của Paris Saint-Germain. Có Paris Saint-Germain ở đây thì cái logo này nó vừa kết hợp Jordan và cái logo của đội bóng Paris Saint-Germain, mà trong đó có idol với JB là Kylian Mbappe. Và mình thích cái màu, cái cách mà Jordan đánh màu ở đây rất là sang. Mình cảm thấy cái màu này nó rất là sang trên cái logo. Cái điểm nhấn của mình mà thấy thích nhất chắc có lẽ là cái logo này. Wow. Bây giờ anh sẽ hỏi viết trước đi. Thì em có thể nói qua cho mọi người về cái tên chính xác của sản phẩm này và giải thích cho mọi người hiểu được một chút được không? Thì theo như biết thì cái tên chính thức của phiên bản này là Air Jordan 1 Zoom CMFT PSG Paris Saint-Germain. Thì ở đây mình sẽ giải thích luôn là đầu tiên hết, trước tiên nói về chữ Zoom thì nó khác biệt ở chỗ bình thường so với các phiên bản 1S bình thường thì phiên bản này nó có Zoom Air ở phía dưới. Đó, các bạn thấy cái phần màu tím, cái phần áo sơ màu tím mà nó tách biệt khỏi phần màu đen. Đó, đây là Zoom ở trong đây. Còn chữ CMFT của Nike ở đây người ta viết tắt dành cho cụm từ Comfort, có nghĩa là thoải mái. Thì cái phiên bản này các bạn có thể thấy là Nike thay đổi kết cấu của phần lót cổ, cũng như là thay đổi cái phần công nghệ đế dưới đây để cho khi mà cái mục đích chính của đôi giày này là mang và để cảm thấy thoải mái hơn, cũng như là lưỡi gà mỏng hơn. Người ta hạn chế may bọc viền ở các cái chi tiết này, hạn chế may góc mí ở đây để giảm thiểu cái độ cứng form lại mà tập trung hơn về độ thoải mái cho người mang. Anh thấy là đợt này thì Nike cũng có thêm một số vật liệu rất là nhẹ và mềm ở đây đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây thì người ta sẽ để làm cho mình mang thoải mái hơn. Cái này giống shop. Thì thật ra như trên con 1S thường đó là shop này nó vẫn có ở trong, nhưng mà để cho gọi là hoàn thiện thì người ta sẽ may dấu cái chỉ vô trong, nó may lật ngược lại thì cái shop nằm ở trong. Nhưng mà chính vì cái đường chỉ đó nó sẽ khiến cho cái phần cổ giày nó bị cứng. Thì nếu như mà các bạn mang khoảng lâu đi liên tục thì cái nó sẽ rất là bó vô cổ chân của mình, cũng như là cái phần góc mí ở trên lưỡi gà cũng vậy. Thì ở đây là phiên bản ngày nay kỳ đã bỏ hết, người ta sử dụng cái vật liệu mềm hơn và không có may góc mí. Thì các bạn thấy đây nè, các cái lớp rất là mềm mà cảm giác thật sự rất là thoải mái, cũng như là chất liệu này da lộn mỏng hơn, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Vậy nếu bạn nào mong muốn cái sự thoải mái êm nhẹ ở ngay phía phần cổ chân thì đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho bạn đúng không ạ? Vậy thì em có thể nói thêm mọi người một chút xíu về màu sắc của con này được không, Viz? Thì như Viz biết thì là PSG với lại Jordan đã làm được 3 năm collab. Họ đã có một phiên bản PSG 1S màu đen, upper đen đến trắng với 3 sọc trắng đỏ. Phiên bản Jordan 5 PSG màu đen da lộn, phiên bản Jordan 4 PSG màu trắng pha với lại màu đỏ tím, màu tím tím. Và một vài phiên bản Jordan ít người biết như là Jordan 270 More PSG, một vài phiên bản Jordan Air Max PSG. Thì đây với sự quay trở lại của năm 2021 này, khi mà cái dòng Nike Air Jordan 1 CMFT này quay trở lại thì mình nghĩ là Nike và Jordan Nike, Jordan và PSG người ta đang muốn thay đổi, có nghĩa là người ta sẽ tập trung vào những cái phiên bản gọi là đại trà hơn, thị trường có thể dễ tiếp cận hơn đối với mọi người so với các phiên bản trước. Cũng như là cái sự cách lên độc đáo ở đây, thì mấy lần trước là các bạn nhìn màu nó rất là clean và kiểu như là nghiêm túc, thì ở đây người ta phá cách cái thiết kế này, cái phần màu tím hồng này theo như mình đọc được thì người ta lấy cảm hứng màu này từ màu của dải ngân hà Milky Way á. Đó, xong rồi họ làm được cái phối màu ở trên đây. Wow, giống như là mình mang một dải ngân hà trên chân vậy đó. Dạ đúng rồi. Và các bạn thấy anh cái... biết ơi, cho em hỏi là da của nó thì được làm bằng gì vậy anh biết? Thường á thì da của gia đình đều là da tổng hợp chứ không phải da thật, nhưng mà ở đây thì mình thấy cái da lộn này cảm giác nó vẫn chắc, nhưng mà cái thứ quan trọng nhất của nó mỏng. Ví dụ như là lần trước mình có đi review đôi University Blue, nó cũng là da lộn, nhưng mà da lộn ở bên phiên bản là da lộn dày, còn ở đây thì cảm giác rất là mềm hơn.
Tại vì mình chưa có con CNFT nào, nhưng mà cảm giác đầu tiên khi mình nhấn vô á, thì cái ruột ở trong người ta cũng đã xử lý khác, cái cách may vật liệu ở bên trong cũng khác. Và có một cái điểm nhấn đặc biệt ở trên đây là người ta làm suốt âm vô trong như một vài phiên bản Jordan 1 hồi đầu 2000. Và chưa kể cái suốt này còn có phản quang reflect. Wow. Dạ. Yeah. Mà reflect này là reflect 7 màu luôn nha, chứ không phải reflect trắng không. À, mấy bạn có thể thấy được là cái lượng kiến thức mà Viz chia sẻ với mọi người xứng đáng là bạn admin của Jordan Việt Nam Club đúng không ạ? Rồi, và đây là phần của JB nè. Hồi nãy anh thấy em có nhắc tới, em rất là thích cái ký hiệu ở ngay phía đằng sau giày chỗ này. Và em có thể biết được đây là Paris Saint-Germain. Em có đề cập tới đội bóng. Vậy thì hình như em là một fan cũng là xem bóng đá nhiều lắm phải không? Dạ yeah, đúng, em là một fan bóng đá. Dạ, yeah. Vậy thì không biết là Paris Saint-Germain hiện tại đang có phong độ như thế nào, em có thể chia sẻ cho mọi người được không? Về cái League One của Paris Saint-Germain thì 8 năm nay Paris Saint-Germain đã làm chủ nó rồi, thì không đúng còn rồi gì để nói nữa. Nhưng cái năm năm nay thì Paris Saint-Germain ở đấu trường châu Âu, đấu trường danh giá châu Âu, yeah. Champions League, thì Paris Saint-Germain đang vào được bán kết đó mọi người. Dạ, yeah. Và cái đội mà Paris Saint-Germain gặp sắp tới là Manchester City, cũng yeah. là một đội bóng đến từ đội nước Anh và rất là sừng sỏ đúng không ạ? Dạ đúng. Rồi, vậy thì sản phẩm này cực kỳ hot ha, có thể có cả có ý nghĩa của một đội bóng ở trên đó. Và bây giờ chúng ta không để các bạn đợi lâu nữa, sẽ đi thẳng một phần Raffle Online luôn để mà các bạn có thể biết được chủ nhân của những cái sản phẩm này. Và như Khang đã nói hồi nãy, chúng ta sẽ ưu tiên cho các bạn khu vực Hà Nội trong đợt Raffle lần này thay vì Hồ Chí Minh như mọi khi. Vậy thì chúng ta cùng đi đến những size đầu tiên. Xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng hướng mắt về màn hình ạ. Size đầu tiên là size số 7. Khu vực Hà Nội. Yeah. Chúc mừng tất cả các bạn may mắn ở size số 7. Chúng ta cùng đi tới với size tiếp theo ạ. Xin mời chương trình. Size tiếp theo chúng ta có size 7.5. Yeah, xin chúc mừng các bạn đã trúng ạ. Chúc mừng các bạn ạ. Wow, bắt đầu vô size hot rồi đây Vít ơi. Size số 8 nè mọi người. Xin chúc mừng các bạn may mắn. Các bạn cũng đừng quên cái danh sách dự bị hiển thị ở dưới nha. Như hồi nãy Khang có nói, hoặc là Vít có nói trong cái phần mà quy định raffle đó là tất cả những bạn trong danh sách dự bị cũng hãy chuẩn bị những cái phần thông tin cần thiết để trong trường hợp là các bạn trong danh sách chính thức trúng nhưng không đến lấy sản phẩm này thì cơ hội thuộc về các bạn trong danh sách dự bị. Size 8.5 ở khu vực Hà Nội của chúng ta. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Wow, size 9. Em đi size mấy hả JB? Em đi size 7.5. À, đi size 7.5. Size 7.5 anh nhớ hình như là size 40.5 đúng không? Đúng rồi ạ. À. Chân em nhỏ lắm. Size số 9. Thường thì những cái bạn mà mê những cái đôi show lần này là anh có hay chia sẻ đó là những cái người mà rất tham gia, rất đam mê cái bộ môn bóng rổ. Và những cái anh bạn mà đam mê bộ môn bóng rổ thì anh thấy anh bạn nào cũng cao to đó. Rồi, size 9.5 rồi. Chúc mừng tất cả mọi người. Chúc mừng các bạn. Chúng ta cùng tiến đến size 10. Size 10. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Chúc mừng các bạn may mắn. Size 10.5 của chúng ta có ngày hôm nay. Cho đôi Nike Air Jordan 1 Zoom CMFT Paris Saint-Germain. Air Jordan. Size 10.5 đã xong. Yeah, test size của em rồi. Em nghĩ chắc có một dịp đó em sẽ mua thử một đôi Jordan 1 CMFT để em, trải nghiệm. Để mà em trải nghiệm cái comfortable đúng không? Đúng rồi, dạ. Yeah. Anh nghĩ là về một cái người mà đam mê giày cũng như là công việc hàng ngày liên quan đến những cái đôi giày này thì em nên có để mà có thể hiểu rõ về những cái sản phẩm mới của đôi giày hơn. Dạ, vì anh thấy là Nike luôn luôn update những cái công nghệ của mình. Dạ, đúng rồi.
để mà đáp ứng nhằm đáp ứng mục đích của người mang đúng không? Dạ đúng rồi. Chúc mừng bạn size 11.5. Yeah, size 11.5. Dạ rồi. Cảm ơn các bạn, chúng ta cùng quay lại. Vậy thì nãy giờ chúng ta đã đi xong phần Rap4 cho khu vực Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần cho khu vực Hồ Chí Minh. Nhưng trước khi bước vào phần Rap4 cho khu vực Hồ Chí Minh thì anh có một câu hỏi dành cho em. Dạ. Đó là nếu như mà em đi cái đôi giày này với cái phối màu như thế này thì em thường sẽ phối với sản phẩm, với quần áo như thế nào? Rất đơn giản luôn. Là một bạn rapper. Em sẽ mặc bộ đồ giống anh Karus ở vòng 1. Bộ đồ phi hành gia. Bộ đồ phi hành gia. Đúng. Và khi mà mang đôi này lên em diễn thì... Nhưng mà cái phối màu ở trên áo và quần thì nó sẽ... Màu nó sẽ như thế nào? Dạ. Em sẽ chọn tông màu sáng hay tông màu tối hay là... Thường thì cái này em sẽ mang hai màu thôi. Là đen hoặc trắng. Để mà nó đúng. Bật như vậy nữa. Đúng rồi, để mà nó bật cái đôi giày lên. Thì cái ở đây em muốn chọn là chọn màu trắng. Nếu như mọi người coi rap Việt mùa 1 thì coi bộ đồ của anh Karik vòng 1 đó. Thì em đang nói tới cái bộ đồ đó. Có vẻ em rất mê bộ đồ đó đúng không? Dạ đúng. Rồi, cảm ơn chia sẻ của em. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ tới cái phần Rap4 cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bắt đầu size số 7, xin mời các bạn hướng mắt về màn hình ạ. Chúc mừng các bạn may mắn. Dạ, chúc mừng các bạn. Dạ, chúng ta sẽ tiến vào size 7.5. Size của tôi nè. Đây, đây, đây. Bữa Jimmy em có đăng ký đôi này không? Quá trễ. Quá trễ. Dạ, chúc mừng các bạn ạ. Size số 8. Ồ, với một số lượng nhiều hơn hẳn. Khá lớn luôn là. Thường thì những các bạn chúc ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có được cái ưu ái có sản phẩm dạy nhiều hơn khu vực Hà Nội. Các bạn Hà Nội cũng đừng buồn, tại vì biết đâu đến một lúc mà nói Hà Nội cũng sẽ được nhiều nhân phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, hoặc là nhiều hơn, giống như chương trình ngày hôm nay Khang cũng cho Rap4 khu vực Hà Nội trước cả khu vực Hồ Chí Minh. À, cũng như trước đây mới cái đó thì các bạn Hà Nội cũng được shop drop một vài phiên bản cho lần 4 cũng như là đơn lô. Dạ dạ. Size 8.5 cho khu vực Hồ Chí Minh ạ. À. Những cái size vàng, size rất rất hot và rất là phổ thông. Em thấy những cái size này nhiều người trúng không? Tại vì số lượng người mang size này nhiều cho nên căn bản thì nhà sản xuất cũng sản xuất nhiều. Nhà sản xuất sẽ tập trung vô những cái size này nhiều hơn dành cho thị trường Việt Nam. Size số 9. Chúng ta tiến tới 9.5. Những cái bắt đầu tới những size lớn rồi đây. Chúc mừng các bạn. Size số 10. Hồi nãy anh có nghe em nhắc tới Kylian Mbappe. Số 10 của idol của em đúng không? Số 10 luôn đúng không? Yeah. Thì đó cũng là một brand ambassador của Nike trong bộ môn bóng đá. Em có biết cái đôi mà Mbappe đôi màu tím cũng dạng màu như thế này luôn nè. Cùng một con màu như thế này phải không? Là của Nike làm cho Mbappe, đó là đôi giày bóng đá. Những cái bạn brand ambassador luôn luôn được Nike ưu ái bằng cách ra những cái sản phẩm dành riêng cho bạn đó. Mình rất kích thích với Nike ở những cái đôi giày bóng đá nữa. Như là đôi của Ronaldo. Ronaldo. Rất đẹp ha. Yeah. Size 11 cho khu vực Hồ Chí Minh ạ. Chúc mừng các bạn. Dạ, yeah, size 11.5. Chúng ta đã đi đến những size cuối cùng rồi. Chúc mừng các bạn may mắn. Yeah, và size cuối của ngày hôm nay, size 12. Ai đây, bạn nào đây? Yeah, và xin chúc mừng. Chúc mừng bạn.
Rồi, vậy thì chúng ta cũng đã tìm ra chủ nhân của những sản phẩm Air Jordan 1, CMFT và Paris Saint-Germain ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình thì anh có thể hỏi JB một chút là em có cảm nghĩ như thế nào trong cái buổi raffle lần đầu tiên em đến đây với Nike ACFC không? Có thể chia sẻ cùng các bạn. Dạ, em rất là vui khi mà được Nike CFC mời tới trong cái buổi raffle này. Thì đây là một cái buổi raffle để mà em cảm thấy em rất hạnh phúc khi mà nhìn thấy được cái đội bóng của mình kết hợp với một hãng giày, thì chắc chắn em sẽ mua đôi này rồi. Rồi, cảm ơn chia sẻ của em. Cảm ơn JB đã đến đây, cảm ơn Ambis đã đến đây cùng mọi người. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi raffle online ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ là chúng ta sẽ thanh toán sản phẩm này khu vực Hà Nội tại Vincom Bà Triệu, khu vực Hồ Chí Minh là tại Sài Gòn Center. Và bổ sung thêm cho các bạn là chúng tôi còn rất rất nhiều hoạt động cũng như rất nhiều tin tức và nổi bật ở trên fanpage ACFC Sportsline, thì mọi người nhớ theo dõi trang web đó nhé. Và đây cũng là lời tạm biệt của Khang cũng như hai vị khách mời đến tất cả mọi người. Hẹn gặp các bạn trong những buổi raffle online tiếp theo. Xin chào các bạn. Bye bye.